Tin từ Ai Cập cho biết 5 cô gái ngồi tù vì video nhảy trên TikTok. Tòa án kinh tế ở Cairo, Ai Cập trong ngày đã ra một phán quyết phạt tù và phạt một số tiền 300.000 bảng Ai Cập, có nghĩa gần 19.000 Mỹ Kim, đối với hai bị cáo là sinh viên 20 tuổi Hanin Hossam và một cô gái khác Mawada Alam, 22 tuổi, cùng với ba nữ đồng phạm đã giúp cho họ điều hành các tài khoản trên mạng xã hội TikTok. Họ đã bị kết tội là vi phạm các giá trị và nguyên tắc của gia đình Ai Cập, khiêu dâm và thúc đẩy nạn buôn người do đã đăng các video bị cho là không đứng đắn lên TikTok. Ngay khi nghe phán quyết, hai bị cáo đã gục ngã trong nước mắt, trong khi Adlam đã hét lên: "Thượng đế đã sai, tôi không cần." Hossam và Adlam gần đây đã trở nên nổi tiếng trên TikTok, thu hút hàng triệu người theo dõi nhờ những đoạn video ngắn nhảy theo giai điệu cuốn hút của Ai Cập. Trong các đoạn video thì những cô gái này nhảy trong bếp hoặc là đùa giỡn bằng những tiểu phẩm ngắn tương tự như các nội dung phổ biến khác trên nền tảng. Tuy nhiên, điều giúp cho họ trở nên nổi tiếng lại bị coi là không phù hợp đối với xã hội Ai Cập, nơi mà người dân có thể vào tù vì những tội danh mơ hồ như là lạm dụng mạng xã hội, lan truyền tin giả hoặc là khiêu dâm và trái với đạo đức. Các luật sư bào chữa cho bị cáo tuyên bố là sẽ kháng cáo. Dù được đánh giá tự do hơn nhiều so với các nước vùng vịnh khác, nhưng Ai Cập, nơi mà người Hồi giáo chiếm đa số, vẫn đưa ra những quyết định theo hướng bảo thủ trong nửa thế kỷ qua. Các vũ công múa bụt, ca sĩ nhạc pop và người nổi tiếng trên mạng xã hội thường hứng chỉ trích dữ dội vì vi phạm chuẩn mực đạo đức. Tuy nhiên, chuỗi vụ bắt liên quan đến các vấn đề đạo đức được cho là một phần của chính sách kiểm soát quyền tự do cá nhân vốn được tăng cường kể từ khi Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi lên nắm quyền hồi năm 2013. Một bản kiến nghị trực tuyến mô tả các vụ bắt giữ là một cuộc đàn áp có hệ thống nhắm tới phụ nữ thu nhập thấp, kêu gọi giới chức trả tự do cho 9 cô gái đã bị bắt vài tháng gần đây vì tội là đã đăng video lên trang ứng dụng TikTok.